Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sáng ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử giai đoạn 2 của vụ án Phạm Thịnh Phát. Theo kế hoạch, hội đồng xét xử dự kiến triệu tập đại diện ủy quyền của hai con gái bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Chu Duyệt Phấn, Mary Juliet Phan sinh năm 1994 và Chu Duyệt Hằng, Elizabeth Juliet Han sinh năm 1995, nhằm nắm rõ quan điểm của họ về việc xử lý tài sản liên quan đến họ đang bị thu giữ kê biên trong vụ án. Tuy nhiên, khi hội đồng xét xử gọi tên đại diện của Chu Duyệt Phấn, người này đã không có mặt tại tòa. Hội đồng xét xử sau đó tiếp tục phần xét hỏi những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác nhằm làm rõ quyền tài sản của họ đối với cổ phần, cổ phiếu, bất động sản và các tài sản khác đang bị thu giữ, kê biên trong vụ án. Liên quan đến 18% vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh xét tra tại Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Vietcombank Bonday Bến Thành hiện đang bị kê biên. Sáng nay, bà Nguyễn Thị Minh Hải, đại diện Ngân hàng Vietcombank đã đề nghị hội đồng xét xử hủy bỏ lệnh kê biên để Vietcombank và công ty Setra có thể triển khai việc chuyển nhượng vốn góp. Theo bà Hải, hai bên đã ký thỏa thuận chuyển nhượng và quá trình ký kết này đã được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu C03 Bộ Công an hướng dẫn cụ thể về các phương thức và quy định liên quan. Dự kiến Vietcombank sẽ thanh toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng cho công ty Setra thông qua hình thức chuyển khoản, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật theo chỉ đạo của C03. Đại diện công ty Setra cũng đề xuất hội đồng xét xử giải tỏa lệnh kê biên để công ty hoàn tất việc bán cổ phần cho Vietcombank. Đồng thời, công ty này đang mong muốn giữ lại 20% số tiền thu được để đóng thuế và phí, phần còn lại sẽ được dùng để khắc phục hậu quả từ việc phát hành trái phiếu. Trong phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày về nguồn gốc 18% cổ phần của công ty Setra là tài sản của mẹ bà. Bị cáo giải thích rằng gia đình mình chuyên góp vốn vào các công ty để lấy lãi, bà cũng bày tỏ không muốn bán số cổ phần này cho Vietcombank mà đề nghị hội đồng xét xử cho phép bán đấu giá công khai. Ai trả giá cao nhất sẽ mua được và người nhà bị cáo sẽ đứng ra thực hiện việc bán cổ phần. Trước đó, tại phiên tòa ngày 24 tháng 9, bị cáo Lan đã đề xuất sử dụng 18% phần vốn góp của công ty Vietcombank Bonday Bến Thành trị giá khoảng 919 tỷ đồng để trả tiền cho các trái chủ. Theo hồ sơ vụ án, công ty Setra được thành lập và hoạt động vào tháng 10 năm 1999, kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan sử dụng các công ty An Đông, Sunnyworld, Quang Thuận và Setra để phát hành tổng cộng 308 triệu trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Trong số các công ty này, cơ quan chức năng xác định rằng công ty Setra đã có kết quả kinh doanh lỗ trong năm gần nhất trước khi phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, kiểm toán viên từ công ty kiểm toán ANC đã xử lý kỹ thuật để sửa lại báo cáo tài chính của doanh nghiệp này để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Trình bày trước tòa về phương án khắc phục 30.000 tỷ đồng thiệt hại cho 35.824 trái chủ đã mua các gói trái phiếu khống do bị cáo và đồng phạm phát hành, bà Trương Mỹ Lan nói đồng ý sử dụng tài sản cá nhân và gia đình để khắc phục, trong đó có các bất động sản. Một trong các dự án bà Lan nói sẽ sử dụng khắc phục hậu quả là siêu dự án Amigo nằm tại khu Tứ Giác Vàng Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, đối diện tòa nhà Times Square, cũng nằm trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích khu đất này là hơn 1,3 hectare, trong đó đất thuộc sở hữu cá nhân, tư nhân 8.342 m2, đất nhà nước đang quản lý hơn 2.815 m2. Đến nay, nhà đầu tư đã thỏa thuận đền bù cho các hộ dân với diện tích 7.931 m2. Trong số này, công ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2019 m2. Đất nhà đầu tư đã ký biên bản thỏa thuận với các hộ dân là 5.912 m2. Theo bà Lan, Amigo là có tổng giá trị gấp 3 lần so với tòa Times Square và sẽ mang lại nhiều giá trị về lao động kinh tế nhưng chậm do phải đấu giá. Bà nói trước khi mình đã bị bắt thì chính phủ đã đồng ý cho tái khởi động dự án này. Nhưng nếu tiền khắc phục ở giai đoạn 1 còn dư thì gia tộc không cần đến việc mang dự án này ra khắc phục, sẽ dùng góp phần xây dựng trường học.
Bà Lan nói thêm, đây là dự án được chính phủ cho chủ trương đầu tư thuộc pháp nhân của Vạn Thịnh Phát và đã đền bù suốt 20 năm qua, chỉ còn khoảng mười mấy phần trăm nữa là hoàn tất. Theo thông tin công bố trên website của Vạn Thịnh Phát ở thời điểm 2017-2018, tại khu Tứ Giác Vàng Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, tập đoàn này sẽ phát triển dự án tòa nhà phức hợp Amigo. Hứa hẹn trong tương lai sẽ là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố Hồ Chí Minh, một công trình đẳng cấp thế giới. Thời điểm đó, tòa nhà này chưa có thông tin về số tầng, chiều cao, nhưng phối cảnh cho thấy Amigo cao vượt Bitexco Financial Tower 68 tầng. Trước năm 2018, Bitexco Financial Tower là tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Siêu dự án Amigo được bà Lan kêu gọi nhiều nhà đầu tư nước ngoài và hợp tác trước khi bà bị bắt có giá trị khoảng 100.000 tỷ đồng, được chính phủ cho chủ trương đầu tư năm 2007. Dự án này nằm giữa hai tòa tháp văn phòng hạng sang ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là Sunwood Tower và Bitexco Financial Tower. Công trình lớn nhất trong dự án này là khách sạn Saigon Prince thuộc sở hữu của Vietnamtrip, một doanh nghiệp đã được phía bà Lan mua lại từ nước ngoài. Theo dự thảo, giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường công bố hồi tháng 7 năm 2024, mỗi mét vuông đất đường Nguyễn Huệ có giá 810 triệu đồng. Đường Ngô Đức Kế giá đất là 440 triệu đồng một mét vuông. Đường Huỳnh Thúc Kháng, nơi có dự án này, giá đất khoảng 462 triệu đồng một mét vuông. Còn Hồ Tùng Mậu là 344 triệu đồng một mét vuông. Năm 2021, Thanh tra Chính phủ cũng đã ban hành kết luận thanh tra số 757 về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sai phạm, trong đó có thông tin liên quan đến dự án này. Theo Thanh tra Chính phủ, khu đất Nguyễn Huệ, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1 có 2.815,03 m² là đất do nhà nước quản lý, đất tư nhân sở hữu 8.342,97 m². Ngày 7 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chấp thuận tiếp tục thực hiện chủ trương chỉ định nhà đầu tư và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. Thanh tra Chính phủ kết luận dự án đã được thực hiện nhiều thủ tục đầu tư như phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, lập phê duyệt và công bố danh mục dự án, lập phương án sơ bộ về bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất của quận 1. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án từ năm 2011. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa lựa chọn và chỉ định được nhà đầu tư để thực hiện. Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt để duyệt dự án đầu tư phù hợp. Trên cơ sở đó thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Những ngày qua, truyền thông và dư luận trong nước xôn xao trước thông tin phiên tòa ngày 27 tháng 9, bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát xin lại hai chiếc túi Hermes bạch tạng bị cơ quan thu giữ trước đó nhằm phục vụ công tác điều tra. Khi bị bắt, bị cáo bị thu giữ hai túi Hermes bạch tạng. Một chiếc tôi mua tại Ý và chiếc còn lại tôi được một đại gia người Malaysia tặng. Trị giá hai chiếc túi này không đáng là bao nhiêu so với công sức bị cáo bỏ ra vì tài sản bị cáo là rất lớn. Bị cáo đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo xin lại làm kỷ niệm để lại cho con cháu, bà Mỹ Lan nói. Mẫu túi hiệu mà bà Mỹ Lan đề cập đến ngay sau đó trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến ở Việt Nam. Không ít cư dân mạng ngỡ ngàng khi biết được các thông tin cơ bản về chiếc túi. Đối với đa số người cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới, hai chiếc túi đó là cả một gia tài mà chỉ có nằm mơ mới thấy. Trái ngược hoàn toàn với tuyên bố không đáng là bao nhiêu của bà Mỹ Lan. Pesic nhận định, để sở hữu được một chiếc Hermes bạch tạng còn khó hơn cả việc lên đến đỉnh Everest bởi nó không chỉ đắt đỏ mà còn siêu hiếm. Túi Hermes bạch tạng có tên gọi đầy đủ là Ninotikos Crocodile Himalaya Birkin thuộc thương hiệu thời trang xa xỉ bậc nhất Paris Pháp Hermes. Chiếc Himalaya Birkin đầu tiên ra đời vào năm 2008. Ban đầu, những chiếc túi size 30cm được giữ bí mật và chỉ bán cho những nhà sưu tập hàng đầu.
Phong cách mới, độc đáo này chỉ được những người hâm mộ Hermès trung thành nhất biết đến. Cho đến năm 2010 khi Jean-Paul Gaultier gửi một chiếc Himalay Birkin xuống sàn diễn mùa xuân của Hermès, nó trở thành chiếc túi phải có đối với các tay chơi hàng hiệu. Cái tên bắt nguồn từ dãy núi Himalaya hùng vĩ, màu sắc chuyển tiếp của túi từ xám khói sang trắng ngọc trai, phản chiếu những đỉnh núi phủ tuyết của dãy Himalaya. Màu sắc đặc biệt này đạt được thông qua quy trình nhuộm phức tạp, khiến mỗi chiếc túi trở nên độc nhất vô nhị. Himalaya Birkin được chế tác từ da cá sấu Niloticus, có nguồn gốc từ sông Nin, nổi tiếng với độ mềm mại và độ bền. Supes đánh giá Hermès Himalaya Birkin là một trong những chiếc túi xách hiếm nhất trên thế giới. Số lượng sản xuất của nó cực kỳ hạn chế và việc sở hữu một chiếc là thách thức ngay cả đối với những nhà sưu tập tận tụy nhất. Sở hữu một chiếc Himalaya Birkin là một đặc quyền dành riêng cho khách hàng VIP của Hermès, thường đòi hỏi mối quan hệ lâu dài với thương hiệu và lịch sử chi tiêu đáng kể. Có thể nói, có tiền chưa chắc đã mua được một chiếc túi bạch tạng. Daniel Elbder, một chuyên gia trong nhóm quan hệ VIP của trang web bán lại hàng xa xỉ Fashionable Filet, chia sẻ với Basic Style, chiếc túi có giá trị như vậy vì được nhuộm hoàn toàn bằng thủ công. Điều đó có nghĩa là các tín đồ thời trang không bao giờ nhìn thấy một chiếc nào có hoa văn nhuộm giống hoàn toàn những chiếc còn lại. Theo Englander, một chiếc túi Birkin độc nhất vô nhị này có thể có giá từ 50.000 đến 80.000 đô la Mỹ tại các cửa hàng Hermès, nhưng chỉ những khách hàng quan trọng nhất của hãng mới có cơ hội duy nhất trong đời để mua chúng. Một số người nổi tiếng cũng có thể có cơ hội đặt hàng một trong số lượng rất hạn chế của túi Himalaya Birkin được sản xuất mỗi năm. Việc chiếc túi này đeo trên tay một người được chụp ảnh trên khắp thế giới là hình thức quảng cáo miễn phí cho Hermès. Điều đó chắc chắn giúp họ có thêm cơ hội không chỉ nhận được một chiếc túi Birkin mà còn là những phiên bản Birkin hiếm hơn. Englander giải thích, những người sở hữu Hermès bạch tạng đều là những tên tuổi hàng đầu thế giới như Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Victoria Beckham. Ở Việt Nam, một số kiểu nữ như Ngọc Trinh, Lê Hà, Phương Lê và Hải Dương từng công khai khoe túi nhưng lại vấp phải tranh cãi thật giả. Các chuyên gia hàng hiệu đều khẳng định Hermès bạch tạng không chỉ là món phụ kiện làm nổi bật địa vị và sự giàu có của chủ sở hữu, mà còn là tài khoản đầu tư siêu lợi nhuận. Nhà đấu giá nổi tiếng Sotheby's khẳng định món đồ hiệu này tăng giá theo từng năm và không bao giờ lỗi thời. Năm 2021, Sotheby's đạt mức giá kỷ lục 226.180 đô la Mỹ vào ngày 9 tháng 7 cho chiếc túi Himalay Birkin 30. Hai năm sau, chiếc túi phiên bản đính kim cương ghi nhận mức giá 450.000 đô la Mỹ thông qua một cuộc đấu giá riêng tại Sotheby's.